Đồng đình con vua cha bát hải đồng đình đào tiên quan điều thất thất ni đại anh linh khắp thường thanh giang con vua thứ hai ông muốn chiều tường nghìn vì là con vua thứ hai đời vũ ly thái tổ ông quản cai trong triều đình đền dòng hôm mai thánh bà vui vẻ đền dòng ngày chơi phủ tia lầu hồng nghỉ thánh bà để nhất bào ra lúa nhang xa nhìn tam giới mong ngân chư Phật hải huy tân giao vân tỷ sứ kết đường vân thành tỷ nhang vân chư Phật hiền toàn thân làm mô nhang cúng sang Bồ Tát Ma Ha Tát làm mô nhang cúng sang Bồ Tát Ma Ha Tát thịnh ra máu đầu chảy hồi trên đất đi đông cuồng tình châu đề trên đông đi cuồng nghị sáng vì đêm đông cuồng mà nghe xương nghỉ rơi tí tách tách nghe tiếng gió rừng nghỉ sao sạt lắm cánh dễ kêu đổi núi vắng tanh Hãy subscribe
biệt nên làm nên sao tan. Thôi xanh bàn nguyện khoan khoan trẻ vàng. Đừng nghĩ gật gình đời thấp đuôi cao. Thank you.
sắc tung tăng bay lượn đi. Chú ong vàng kiếm nhị tìm hoa, xin non cao bóng đã xế tà. Yeah.
lưng ngàn trôi. Chín tầng khe xuống đụt đến đầu tiêu dòng chơi ngàn quý ngàn đào. Trời dòng chứ ngàn quý chứ ngàn đào ý. Hội đồng nghị ba phủ kiếm quân để tam châu thoại thanh tân thì tông không sai hay tứ phủ thì tông chiếu dung công chúa ruộng đồng thánh dân. Dù ai đi tối về tâm tới ga sông hoa hỏi đến châu lâm đi vào châu lục nương sắc phong châu lục cung nương vốn dòng lệnh tộc nghị sinh trên đi non đi ngàn. Chiều tiết tiến phủ mây buông
Thank you.
từng gieo rắc ở bên gạch suối gieo. Đường cột khúc quanh đèo dốc đá miền núi hiểm nghèo, đất sỏi đá ong chỉ một vùng nghề sơn thời thông dòng đi. Hai
Ngã
đây đàn đi tây đàn tang tinh 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 tang tinh ta đình ta đình tinh tang tiếng tư tiếng trúc nhịp nhàng khoan thai tiếng chủ bàn khoan thai điệp đót lớn cày lâm lâm tùng tùng cúc đi đua cười vì lò thank you.
tuần nhang lòng thành thắp một tuần nhang tương về quải phù vương quan các tà thiên linh thủy phù diêm lăng chuột to diêm lăng thiên linh thủy phù diêm lăng tương về phù vương sáng đồng tình một dòng ngữ dưới quải kinh bằng về giá tiền giá cụ của nhà mà chúng tôi nhân cả nhà mình chúng tôi như thế mà chúng tôi
ngồi tự bên gối xếp quan hoàng bỡ nghe cung văn con mình lầy cung chạnh lòng nhớ tới bạn chi non tâm đỗ phủ hồn theo người khách tương khúc sử hồng có thế sự với cuộc bờ bây giờ lại xóa chén quỳnh hôm nay mong cạn chén đường hơi hơi men lòng anh lên ra nghĩ trên dòng ai lòng anh lanh bên bên ra nghĩ thiền thoại a cô tin đứng giúp ông bơ về tòa thải phong quan trên bảo hà chuẩn bị phong quan màn gì các quần đi châu giang kinh nghi hàng đầu thank you.
đốn gần đào ý đang nhang thủ cờ trượt đi có chữ làm mơ có chữ làm mơ trượt đi có chữ làm mơ an di đà phật hoàng vô cử đồng hoàng về có phép thần thơm phủ giáng đủ với nha hoàng chúng tâm danh cả nhà đền sấn tương nha 8 tiếng
phụng sự cửa cha cửa mẹ cửa đình thần quân phủ cửa hoàng thân mãn triệu dưới bóng kia đầu bạc răng trong chứng tâm cho các thanh đồng đạo quan giả nam tín lã náo đường xa xa xôi nó không quản vương không sợ năng miệng về tâu năng đời bảy thiết sản tạ tất liên cầu an bản mệnh bằng chứng tâm cho thầy pháp thầy văn tứ trụ cần kể bách gia cho mọi nông thôn bản hạt ha. Từ đi ra tay đỡ khoai
lệnh nghỉ sai thập nghỉ các cô tiên tài cười nặng vì ấy máu máu sửa sáng sáng mà hơn tí cô đang tàn phá âm xa tờ thì là vừa ấy ông bảy gật đầu sẽ ngả diễn xưa bộ bóc tim dân ông bị bằng nghỉ vàng tiền cố lang tang dừng nghỉ ngủ thương ngang thì ông bảy hoàng đợt sơ tiến cô nàng tứ cô bà mà đốt nắng đỉnh nhang châm mi ngọn đèn kêu cho tỏ tay ông bảy cầm điệu thuốc tiền là làm dân đi kẹo bành nhiên đi kẹo xỉu đông sáng dâng hoa nghỉ ngựa sáng để ngày hôm nay về đây ông giáng ngự đồng này phương đang đi đâu tin tố đang bầy này phương đang thơm nghi bị ta tay buông lấy cây bài lá ông bảy làm diễn cho đỡ nghĩ buồn cánh thanh nhàn nhì tin ông về giá ngự ngự mi về đông nghi giữ hội tổ tôn mi màn hoai chắn nghi gió đông đông lồng mì thiên nhiên dòng bóng bóng quê chiều tối hôm nay thùng dùng ông đánh đánh bài kia dáng ông ngồi hoan thai cách cách điều trên sập công đồng hai cô trà chịu long long lật nghi ngự hương sông sông nghi gầm mi vóc quần nì giang tay châu bóng để lấy kim ngân ra đánh bài tiên tư cố nghi khoan thai nhất nhân kinh nghi tư thập hồng nghi bạch định chi chi tôm leo bạch nghi thủ ca ni bí tướng xin lục lục nghi lục lục nghi ngò hoàng cung cung trời bạch nghi thủ ư chi mới hội đầu nghề bạch nghi thủ ư chi hai em tèo lệnh lệnh bảy chiều bát vàng
Lá thờ bay
quạt để thơ quan hoàng ngụy ngụy về sẽ quạt để thơ hà bút bút hoa chân quan hoàng mười người đi thất thân bộ để bài thơ ni độ so kim cổ anh hà bút pháp linh 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 từ nhập nhập thân tay quan hoàng mười ngày đính bút an trăm họ sẽ quạt để thương kiều sinh ninh ninh hoàng về giáng bút cho hoa lờ bức cảnh thi đề hoa ý vần kiều hoa các cô sắp đặt gòn ngàn mời quan hoàng thập mi lên lên đàn lên đàn dù ý dù xuân trông lên đình giáp non thân đi thấy quan hoàng thập ngày đang du xuân đi trên thùng dung nghi đứng nghi tựa mê thạch nghi ba mi xa nghe tiếng hát tiếng đàn thông 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 reo nhìn lên đỉnh nghỉ núi chân đèo suối trong nước chảy trùng trùng reo quanh sườn một khóm xa nhang hồn trường hoa nghĩ lại cho gần đi ngắm mi hoa hoàng đại tần đi gần hoàng bước ra mắt nhìn thắm mi thắm nơi xa kia đôi chi rơi tươi đẹp mà lắm tay nhìn xem cảnh ảnh ấy lòng lòng lầy lầy đầy đến yêu hoa thơm đua lở trong chiều hải được chung chim đón quan hoàng mười là người dành nhân quan hoàng mười là người tài tử danh nhân đi bước bước vô trong đồng tay lân bức bành kia đôi cô đang đón đi đã ra mời mời quan hoàng thấp thấp ngài về mình gió duy bước bước mạnh mạnh đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây tay tay chúa trẻ diều đang giờ mi nhất
má dè xem má đỏ đỏ có điều cay nhớ quê. Thank you.
như nghề thập bông tuân nhà tương gương xưa lâm lâm điện văn văn võ mà ai đang yêu lược thương dân ông quyết bảo vệ ma sơn hà cho dân no ấm son rước nhà nước nhà được bình an trừ tai mà đồ cho thanh đồng cùng bách gia chăm họ trừ ai ai cũng thịnh cường diệu đào quan hoàng mười nhấp nhấp mà trở say để vui cùng con cùng bàn hội suốt cả chiều lấy cho các vị được thỏa lòng
diệu gì hoang vuông không say. Thứ chi mà để hoàng ấy ngất lòng. Đời đời cháu con hiền
thần may mắn ngắm dung nhà ngoài như đôi lê bóng dưa mới hay trong vì đạo hành ngự dĩ đông thì có ai bằng ơn khi ông giáng nâng dương đồng nhìn đẹp sáng người sáng như hào quang phước lớn bạn đất buôn mày suy ngược nẻo bông đường tây bước chân đi quan hoàng đường lối dắt tay tìm đường đời gian lan khó nhọc lòng vương mà nghi ai nhất tâm thanh hoàng thường nghi lưng mong hoàng nghi sẽ được Thank you.
chỉ đúng là thánh đồng ghi hò đồ đây là người có tâm tin tưởng Phật rằng hôm nay ta đất liên bác ghế cho vùng ngồi mà làm ngái trong mẫu ngừ xin quán hoàng mười ngày về mà đồ cho lộc lộc tài mà được lờ mà như hoa mà lộc gần ông người ông mang lại còn lộc bốn phương ông tiếp dễ ăn mây vàng thường thiên các cô dễ ăn mây vàng nhìn tới còn xích xích để cho quan hoàng mười bốn